Bảo hiểm cơn mưa có nghĩa là khi mà thiệt hại của cây trồng của bạn được xác định là do hạn hán thì công ty bảo hiểm sẽ chi trả cho bạn một khoản bồi thường đủ để bạn có thể mua dây trồng, mua giống hay là các chi phí cần thiết để canh tác lại. Hình thức bảo hiểm này được thực hiện bởi một tổ chức ở phương Tây, họ hoạt động ở châu Phi để đảm bảo cho hàng ngàn người dân ở đây chống lại hạn hán. Đây cũng là một trong những nỗ lực của việc mang nền văn minh phương Tây đến giữa các nước châu Phi, thì điều này cũng không có gì là mới mẻ ở châu Phi cả, khi có rất nhiều các tổ chức phi chính phủ này, các hoạt động tình nguyện vân vân đã diễn ra ở đây.